thầy nhiều. Hai, cô Đinh Thu Hương cùng sứ môn địa lý đạt 1,3 một giải khuyến khích. Ba, cô Nguyễn Thị Hoài An cùng sứ môn hóa học đạt 1,3 một giải khuyến khích. Bốn, cô Nguyễn Thị Giang cùng sứ môn vật lý đạt 1,3. Năm, cô Phạm Thị Hạnh bồi dưỡng môn sinh học đạt 2 giải khuyến khích. 6. Thầy Đỗ Đức Duy bồi dưỡng môn toán đạt 2 giải khuyến khích. 7. Cô Đinh Võ Thủ Sương bồi dưỡng môn tiếng Anh đạt 1 giải khuyến khích. 8. Cô Lê Thị Thu Huyền bồi dưỡng môn ngữ văn đạt 1 giải khuyến khích. Trân trọng và kính mời các thầy cô đại diện các môn lên bục danh dự để nhận thưởng. Xin mời các thầy cô. Thank you.